hỏi thăm. Cậu đi đâu hỏi thăm đi? Bây giờ thông tin duy nhất đó chính là anh chàng bóng rổ số 1 sắp trở về Thượng Hải đầu tư vào một công ty lớn. Mình không biết công ty nào, nhưng mà mình sẽ huy động toàn bộ chị em tìm anh ấy cho bằng được. Hey, như vậy cũng được đó. Nè, có cần mình giúp đỡ hay không? Nếu cậu muốn giúp mình, cách tốt nhất đó là cậu đừng tìm mình nữa, để mình tập trung tìm anh ấy. Vậy được thôi, đi tìm bạch mã hoàng tử của cậu đi nha. Mình không quan tâm. Đúng, tên Tống Dược. Công ty cậu gần đây có mời ai về quản lý hay không hả? Được, chị mời em ăn đồ Thái không vấn đề gì. Chỉ cần em nghe ngóng giùm chị Tống Dược đang ở đâu thôi. Chị ơi, chị quên rồi hả? Em không phải là Tống Dược sao? Trời ơi, không phải là em. Người mà chị nói học đại học Thanh Hoa, trên chị hai khóa. Chỉ cần em giúp chị tìm ra anh ấy đang ở đâu. Cuối tuần này chị mua vé máy bay đưa em đi Thái Lan ăn món tôm dưa mà em thích. Được, không thành vấn đề. Em nhớ tiền giùm chị nha. Giúp mình đi mà, giúp mình tìm Tống Dược đi. Nè, trước đây mình đã giúp cậu mấy lần rồi, nhờ cậu giúp mình một lần có được không? Nếu cậu giúp mình tìm được Tống Dược, mình sẽ mang ơn cậu suốt đời. Mời cậu ăn nhà hàng nha. Trân Trân, lâu quá rồi không gặp. Nè, cậu có còn nhớ trước đây khi mình còn đi học, mình rất thích một anh lớp trưởng hay không? Ai vậy? Đó là người mà mình hay đứng ngoài sân xem anh ấy chơi bóng rổ đó. Tống Dược. Trước đây anh ấy du học ở nước ngoài, nghe nói gần đây đã về nước. Cậu có thể giúp mình tìm số điện thoại của anh ấy hay không? Nhưng tìm bằng cách nào? Cậu còn hỏi mình hay sao? Cậu có nhiều bạn lắm mà. Nè, việc quan trọng nhất của một người phụ nữ là tìm một người chồng tốt, chứ không phải là tìm một người yêu đẹp trai nha. Người chồng đó của mình là người mình đang nhờ cậu tìm đó. Việc gấp lắm rồi, giúp mình đi mà. Trời ơi, thôi được rồi, để mình tìm thử xem. Tìm được rồi sẽ liên lạc với cậu. Vậy nha. Đợi tin của cậu nha. Được rồi. Tạm biệt. Lấy kích thước của người Mỹ để may đồ cho người Trung Quốc là không phù hợp, chắc chắn không phù hợp. Nếu cứ may theo một mẫu đồ có sẵn thì mãi mãi chỉ là một người thợ, cả đời chỉ có thể may đồ cho người khác. Mục tiêu chính của chúng ta là phải tạo ra một thương hiệu uy tín đi vào lòng người. Mục tiêu này cần được chúng ta xem như là hành vi bản năng của chúng ta. Giống như việc kính già yêu trẻ đã từ lâu ăn sâu vào lòng người Trung Quốc. Chỉ có làm vậy, thương hiệu của chúng ta mới đi vào lòng người. Nó không bao giờ bị thay thế hay bị lu mờ. Mai à, thật sự ngưỡng mộ khi anh có một trợ thủ tài giỏi như vậy. Không chỉ vậy đâu, anh ấy còn có một cô trợ lý xinh đẹp tên là Linda. Trương Tổng à, ông quá khen rồi đó, tôi vẫn còn kém lắm. Đúng rồi, nghe nói công ty của anh mới tuyển dụng thêm một nhân tài tên là Tống Dực. Đúng vậy, có hai người trợ lý giỏi, tôi có thể yên tâm mà ngủ. Tôi nghe nói sau khi về nước, Tống Dực đã được một công ty khác tuyển dụng rồi. Ai nói gì? Bây giờ cậu ấy vẫn là người của chúng tôi. Chắc là anh không thường xuyên cập nhật tin tức rồi. Người ta nói tôi biết, gần đây Lục Lệ Thành tung tin cậu ấy đang chuẩn bị đổi công ty mới. Hả? Không có chuyện đó đâu. Lục Lệ Thành chính là người được Mai đích thân nâng đỡ đề bạt mà. Sao có thể đối xử như vậy với Mai chứ? Ai cũng biết tin này rồi, không phải là tin đồn đâu. Mai à, nội bộ bên anh đang lục đục rồi, anh mau chỉnh đốn lại đi. Nếu không xảy ra chuyện, anh có muốn chỉnh đốn lại cũng không kịp nữa đâu. Ý của ngài là nghi tôi tung tin đồn sao? Cậu đừng nghĩ nhiều quá. Cậu đã theo tôi mấy năm nay rồi, tôi hiểu rất rõ cậu là người như thế nào. Nhưng cậu cũng biết là nếu không có lửa làm sao có khói. Thanh giả tự thanh. Anh Trương, lái nhanh lên. Lệ Thành, hôm nay anh không làm thêm à? Hiếm khi thấy anh đến phòng tập thể hình nha. Bài phát biểu hôm nay cũng rất hay. Sao hả? Khi nào mới tới công ty tôi để chúng ta trở thành đồng nghiệp đi. Đừng nhắc đến chuyện đổi công việc nữa. Có người dám nói tôi tung tin đồn muốn đổi việc để chiếm vị trí cao hơn trong công ty. Tôi nghe tin này lâu rồi mà tôi không tin, cho nên tôi không nhắc chuyện này với anh. Nhưng lại có người tin. Anh hãy điều tra giùm tôi, cuối cùng ai đứng sau chuyện này. Hôm nay mình sẽ ở lại nhà cậu nha. Nè, nhìn bộ dạng cậu kìa,
Mấy ngày nay cậu đi tìm anh chàng ấy khắp nơi nên mệt lả đi rồi chứ gì. Nếu tìm được thì còn tốt, nhưng vẫn không tìm được manh mối gì hết thì đúng là mất công. Alo. Đúng, cũng là bạn học trường Thanh Hoa, học trên chúng ta hai khóa thôi. Trời, anh chàng bóng rổ số 1 này có sức mê hoặc gì mà khiến cho cô gái này phát điên chứ. Không thành vấn đề, nếu như cậu biết nhất định phải báo cho mình đầu tiên nha. Cậu đưa ra yêu cầu gì mình cũng đáp ứng hết á. Alo. 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 Hết pin rồi. Sạc điện thoại. Để đâu rồi? Nè, nè, cậu có nhìn thấy sạc điện thoại của mình không? Động mất rồi. Sáng sớm đã dậy tìm rồi sao? Chưa tìm được thì cứ từ từ mà tìm. Dù có xới tung cả Thượng Hải này lên cũng nhất định phải tìm được chàng trai bóng rổ số 1 của cậu, có được chưa? Mình tìm được rồi. Hả? Mình tìm được rồi. Nè, thật sao? Hả? Mình vừa nhận được email, mình biết anh ấy làm việc ở đâu rồi đó. Mà nè, cậu còn ngồi đây để làm gì nữa? Không ở đây phải thấy tay. Trai số 1, em đến đi. Cô à, chào cô. Mời cô vào bên trong. Xin lỗi anh, tôi có thể ngồi ở chỗ này được không? Chỗ này đã có khách đặt rồi ạ. Phiền anh hỏi giùm tôi thử xem người đó có cho tôi ngồi cùng được không vậy? Việc này... Xin lỗi anh, anh có thể cho tôi ngồi cùng bạn được không vậy? Bên trong còn rất nhiều bạn, sao cô lại muốn ngồi đây? Muốn lừa tôi để xin số điện thoại của tôi sao? Phiền anh rồi, nhưng mà tôi thật sự rất cần chỗ ngồi này, cho nên anh có thể giúp tôi có được không? Xin lỗi, không được. Xin anh đó, tôi xin hứa tôi không làm phiền anh đâu. Tôi chỉ ngồi đây một lát thôi, tôi sẽ im lặng sau đó đi ngay. Cô đã làm phiền tới tôi rồi đó. Bên trong còn rất nhiều chỗ mà. Nhưng mà tôi thật sự rất thích chỗ ngồi này. Thật sao? Tình cờ như vậy. Tôi cũng thích chỗ ngồi này. Vậy thì hay quá, chúng ta ngồi chung đi. Nhưng tôi thì không thích có người khác ngồi trước mặt tôi, che mất ánh nắng. Tôi xin anh đó. Xin anh đó.
Xin anh đó, xin anh đó, xin anh đó, xin anh đó, xin anh đó. Cô ơi, cô muốn uống gì? Cà phê kiểu Mỹ không bỏ sữa. Dạ được. Quản lý cấp trung công ty đầu tư, bà chủ công ty xuất khẩu nông sản. Nhân viên công ty điện tử. Những người cùng đẳng cấp thì không có năng lực, còn những người có năng lực thì lại không cùng đẳng cấp. Hy vọng Tống Nhật cũng chú ý đến họ. Hy vọng Tống Nhật cũng chú ý đến họ. Ngắm cảnh lắm có phải không? Chỉ những người đầu óc có vấn đề mới ngồi lẩm bẩm một mình giống như cô. Anh cũng là kẻ nghiện máy tính mà. Phục vụ, tính tiền. Dạ thưa cô, của cô hết 48 tệ. Đem theo bóp tiền rồi. Anh có thể cho tôi mượn một ít tiền không? Tôi hứa chắc chắn sẽ trả lại mà. Sao không kêu mấy người trong kia trả cho cô? Tôi không có quen họ. Vậy cô quen tôi sao? Quen thân hơn họ. Cô bước vào đứng trước mặt họ, giả bộ ngã, cô sẽ quen họ. Sau đó mượn tiền của họ trả tiền cà phê. Năn nỉ anh đó. Tôi chỉ mượn anh 48 tệ thôi. Nó chỉ bằng tiền ly nước của anh thôi mà. 48 tệ. Vấn đề không phải là nhiều tiền hay ít, mà là tôi không thích người lúc đầu thì giả bộ, rồi đòi ngồi chung bàn, cuối cùng thì kêu trả tiền nước. Tôi không phải là kẻ lừa đảo. Lúc đầu thì tôi nghĩ là không, nhưng bây giờ thì nghi ngờ. Tôi không phải kẻ lừa đảo thật mà. Tôi quên đem theo bóp tiền, nói văn phòng của tôi. Khi ra ngoài thì phải nhớ kiểm tra đồ đạc của mình chứ. Tôi là Tô Mạng. Tôi đang làm việc tại công ty kế toán Hứa Thị. Chức vụ của tôi là giám đốc. Đây là danh thiếp của tôi. Trên đó có in cách thức liên hệ với tôi. Còn đây là chứng minh thư của tôi. Tôi đảm bảo đây là của tôi. Tôi thật sự tin anh là một người sẵn sàng giúp người lạ khi gặp khó khăn, đặc biệt là phụ nữ, người già và trẻ em. Điều này tôi cũng vừa mới nhận ra. Tôi xin anh hãy trả tiền giùm tôi. Tôi xin hứa về nhà tôi sẽ trả lại cho anh ngay. Chẳng lẽ ngay cả 50 tệ anh cũng không dám cho mượn hay sao? Cô hãy hứa đây là lần cuối cùng cô làm phiền tôi. Chắc chắn là lần cuối cùng. Hãy tin tôi. Cảm ơn. Xin lỗi anh. Anh có thể cho tôi mượn thêm 100 tệ để tôi đón xe về công ty không? Cảm ơn anh. Sao cô không mượn luôn 200 tệ đi cho chẳng? 100 tệ là đủ rồi. Cảm ơn. Tô mà giám đốc công ty nào xui dữ vậy? Tôi thấy kỳ này hợp đồng được đó. Dạ chào anh. Chào Văn Kiệt. Ăn cơm rồi hả? Rồi, tôi ăn rồi.
Lục tổng đã về chưa vậy? Anh ấy mới vừa đi ăn mà. Nè, thái độ của anh ta như vậy là sao hả? Mọi người đang bàn tán xôn xao chuyện anh ta đòi nghỉ việc, vậy mà anh ta cứ giả bộ không biết. Không, đó chỉ là tin đồn thôi. Anh ta sống rất kín đáo, chuyện gì cũng có thể làm. Anh ta vừa mới đi tung tin đồn để cho Mai nghĩ rằng Alex muốn nghỉ việc, vừa làm việc rất chăm chỉ, chắc chắn là có lợi rồi. Không phải vậy đâu, Lục tổng chắc chắn không phải là loại người tiểu nhân bỉ ổi. Mọi người đừng nói lung tung nữa. Đúng, Lục tổng chắc chắn không phải loại người đó. Phải, hai người, một người là người ngu, một người là người khờ. Thiếu soái. Đi. Thiếu soái. Thiếu soái, hồi nãy bọn họ. Chào thiếu soái. Chào thiếu soái. Chào. Helen. Thiếu soái. Cái gì đây? Đây là quà Linda mang đến. Cô ấy nói lần trước cô ấy đi Pháp công tác đã mang về 2 chai. Rượu rất ngon, tặng cho anh 1 chai uống thử. Năm 2010, Burgundy Pinot Noir. Dám tặng cho tôi loại đắt tiền như vậy, chắc mất nhiều tiền lắm đây. Tôi nghĩ có qua thì phải có lại. Helen, lần trước đi Đông Âu tôi có mua dây chuyền Amber, tặng cô ấy 1 sợi đi. Gia rượu vang này đáng giá bao nhiêu cũng không thể sánh được với dây chuyền chúng ta mua ở Đông Âu. Thiếu soái, làm như vậy anh sẽ lỗ nặng lắm đó. Tôi làm vậy vì không muốn nợ người khác và không muốn chuốc thêm phiền phức thôi. Dạ, tôi hiểu rồi. Ừ. Mọi người vẫn chưa về sao? Mọi người biết sẽ được thưởng thức rượu ngon phải không? À, hả? Mọi người nghỉ ngơi một lát đi, xem tôi cầm cái gì nè. Ồ, rượu. Ờ? Rượu Burgundy Pinot Noir hả? Helen, cô muốn hối lộ chúng tôi phải không? Hối lộ anh sao? Với mức lương của tôi chỉ hối lộ được bánh bao chiên ở mấy quán lề đường mà thôi. Cái chai rượu này là quà của Linda tặng cho thiếu soái. Anh ấy nói uống một mình không thú vị, cho nên muốn mời những người tăng ca cùng nhau thưởng thức. Hay quá. Sao không có ly uống rượu vang vậy? Uống rượu vang ngon như vậy sao có thể? Đủ rồi, đừng nói nhiều nữa, có rượu uống là tốt rồi. Đúng vậy đó. Rắc rượu đi. Nè chị, rắc rượu, rắc rượu nha. Mọi người cứ uống tự nhiên nha. Nè, một ly tôi mà. Cho tôi nữa. Nè, rắc cho tôi nữa. Đây. Cạn ly. Cạn ly. Ngon thiệt đó. Đúng vậy. Chứ sao nữa, rượu bất kinh đi phải nốt no mà. Rượu thật sự rất ngon. Trả cho tôi thêm một ly nữa đi. Đây là dây chuyền lần trước giám đốc đi công tác ở Đông Âu mua về. Không biết cô có thích nó không? Lục tổng đúng là khách sáo quá. Tặng anh ấy 1 chai rượu vang, anh ấy tặng lại cho tôi sợi dây chuyền quý giá như vậy. Anh ấy nói người khác tặng 1 tệ, anh ấy tặng lại 10 tệ. Đúng là có thành ý thật. Chỉ có mình cô hiểu được thành ý của thiếu soái. Cho tôi gửi lời cảm ơn Lục tổng. Thiếu soái, đáng lẽ hồi nãy anh nên chứng kiến cảnh Linda tức điên lên khi nhìn thấy mọi người uống rượu vang. Tôi tưởng tượng được. Nhưng thiếu soái à, gần đây mọi người bàn tán xôn xao, họ nói anh tung tin đồn, nói Alex được tập đoàn lớn khác tuyển dụng với mức lương cao. Tôi cảm thấy chúng ta phải nghĩ cách gì đó. Nếu cứ để họ bàn tán, cuối cùng sẽ có người tin. Berkeley, phố Wall, có kinh nghiệm quản lý gần 5 năm, đạt doanh số bán hàng lớn nhất cả nước. Quản lý các dự án thu mua lại công ty truyền thông lớn trong vòng 5 năm. Ngoài ra còn tự mở các doanh nghiệp bán lẻ để thu hút đầu tư của tập đoàn Tinh Tú Thuận Hỷ. Helen, cô cảm thấy công ty bỏ rất nhiều tiền tuyển dụng một nhân tài hiếm có như vậy để nhằm mục đích gì? Tôi nghĩ công ty muốn tuyển dụng một người có kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư ở nước ngoài. Sau này nếu công ty triển khai một số lĩnh vực ở nước ngoài sẽ thuận lợi hơn nhiều. Người có kinh nghiệm ở nước ngoài. Nói hay lắm. Trẻ trung, người qua, Berkeley, phố Wall đều có đủ hết. Mai thật sự rất biết cách tính toán. Người đầu tiên trong công ty là người qua được đào tạo ở môi trường quốc tế hóa. Người Tây mắt xanh không thể sánh bằng được anh ta. Thực hiện dự án nào cũng thành công, đúng là rất hiếm có. Hèn chi Linda cứ phải phập phòng lo sợ. Thiếu soái,
Tôi pha cà phê cho anh. Alo, điều tra tới đâu rồi? Có phải anh có thù hận gì với cái cô tên là Tô Mạn không? Tôi điều tra ra một cô gái tên là Tô Mạn làm ở công ty kế toán đã làm chuyện đó. Tô Mạn? Sao cái tên này nghe quen quen vậy? Được rồi, cảm ơn anh. Không có gì. Sao cậu còn chưa về? Cậu đứng đây từ sáng tới tối. Tôi đã nói với cậu rồi mà, tổng giám đốc hứa nhà tôi vẫn chưa về. Không sao đâu, tôi có thể đợi ở đây. Dù tổng giám đốc có nhà, ông ấy cũng không gặp cậu đâu. Cậu tưởng cậu đứng đây đợi suốt mấy tiếng đồng hồ, lát nữa tổng giám đốc sẽ về cho cậu cơ hội sao? Hả? Tôi nói cho cậu biết, loài người như cậu nhiều lắm. Bọn họ đứng đợi mấy ngày luôn đó. Cậu về đi, đừng đứng ở trước cổng nhà người ta. Nếu như cậu còn đứng đây nữa, tôi là quản gia nhà này, tôi có thể báo cảnh sát đuổi cậu đi đó. Tôi muốn gặp bác ấy không phải vì công việc, mà là vì chuyện riêng. Tôi đã nói rồi, cậu vẫn không hiểu, tổng giám đốc sẽ không cho cậu cơ hội đâu. Đi 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 đi. Nè 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 nè, tránh ra đi. Phía trước có chuyện gì vậy? Chắc là có người nào đó muốn tìm cơ hội gặp tổng giám đốc xin việc. Tránh ra đi. Nè, cậu không được vào, cứ đứng ở ngoài đi. Dừng xe. Chào bác. Cậu còn dám tới gặp tôi sao? Con tới không vì mục đích gì khác, con chỉ muốn thăm bác và thăm bác gái. Cậu là đồ khốn! Cậu còn dám gọi tôi là bác trai? Cậu đã giết chết con gái tôi, vậy mà cậu còn dám gọi tôi là bác trai sao? Tống Dực, nhà họ Hứa không có bất kỳ quan hệ nào với cậu. Cả đời này tôi không muốn gặp cậu. Cậu mau đi đi. Đi đi. Bác ơi, con xin lỗi. Cậu nói xin lỗi tôi sao? Con gái tôi đã chết 6 năm nay. 6 năm rồi. Còn cậu bây giờ sống khỏe mạnh, cậu nói xin lỗi tôi. Tổng Dực, cậu hãy nghe đây, dù cậu có chết cả 100 lần cũng không rửa sạch tội lỗi của cậu. Dù cậu có chết biến thành ma thì cả đời này tôi cũng không tha thứ cho cậu. Bác ơi, cậu tới là để cầu xin bác và mong được bác tha thứ. Cầu xin lỗi. Đi đi. Đi đi.
Từ trước tới giờ mình thật sự chưa bao giờ mất mặt như hôm nay. Đúng là phúc bất trùng lai quả vô đơn chí. Chính là cái tên lần trước đã không xin được số điện thoại rồi lại còn bị anh ta làm mất mặt, mình xấu hổ muốn chết à. Hôm nay lại gặp anh ta nữa, mình cứ giống như một người chuyên để cho người ta sỉ nhục vậy đó. David, thêm 2 ly nữa. Được rồi. Ai biểu cậu ra đường mà quên đem bóp tiền. Ra đường quên não ở nhà thì còn được, cả bóp tiền cũng quên luôn. Hôm nay có đem tiền không đó? Ghét cậu quá, không đem đó. Theo mình thấy anh ta cũng tốt mà, vừa bị cậu lừa xong mà vẫn cho cậu mượn tiền, trả tiền cà phê cho cậu. Mạn Mạn à, không có lý do nào khác, anh ta chắc chắn là đang thích cậu rồi. Cậu nói cái gì vậy chứ? Điều quan trọng là tới giờ mình vẫn chưa tìm được anh chàng bóng rổ số 1 đó. Cậu vẫn chưa bỏ cuộc sao? Tại sao mình phải bỏ cuộc chứ? Mạn Mạn à, để mình nói cho cậu nghe thử nha. Lúc còn đi học cậu chỉ gặp anh ta có vài 3 lần. Sau đó cậu yêu đơn phương cả chục năm trời, không để ý bất kỳ ai theo đuổi mình hay là tìm hiểu mình. 28 tuổi rồi mà vẫn một mình, cậu đầu tư quá lớn. Sau đó cậu nhận lại được cái gì đây? Cậu yêu anh ta mà anh ta có biết đâu. Tên cậu là gì anh ta còn không biết được nữa. À không, ngay cả sự tồn tại của cậu anh ta cũng không biết luôn. Cho dù người ta muốn đền đáp cũng đâu có cách nào đền đáp. Mình thấy cậu đã bị lỗ nặng quá rồi. Cho dù người ta gặp cậu cũng không có cảm xúc. Chị Hai à, cô muốn làm từ thiện không? Không có ích gì đâu nha, dừng lại đi. Vậy thì sao chứ? Nếu như anh ấy không về nước, không xuất hiện thì thôi. Anh ấy đã trở về và còn xuất hiện ở trước mặt của mình nữa. Điều này có nghĩa gì? Anh ấy vẫn còn độc thân. Mình biết anh ấy làm việc ở đâu, cho nên bây giờ gọi là đầu tư lớn mức độ rủi ro thấp. Sớm muộn gì mình cũng lời gấp đôi. Mình không tin nếu đổi lại là cậu, người mà cả ngày cả đêm cậu thầm thương trộm nhớ, người mà cậu yêu, bất ngờ xuất hiện trước mặt của cậu, cậu sẽ bỏ cuộc. Bây giờ anh ấy xuất hiện trước mặt của mình, chứng tỏ mình và anh ấy có duyên với nhau. Cuộc đời cũng giống như một dòng sông vậy đó. Xin chào. Chúng ta mãi mãi không biết khúc cua tiếp theo sẽ có những gì. Tối nay con sẽ không về nha. Mình yêu anh ấy rất nhiều. Tình yêu cũng có sức mạnh. Ngại gì chứ? Mình tin mình chắc chắn tìm được anh ấy, sau đó sẽ khiến cho anh ấy nhận ra mình. Bởi vì tình yêu của mình làm cho mình khác mọi người. Cậu nói có phải không? Chưa thiệt chứ. Cậu ấy đi đâu rồi? Ơi trời ơi, Tô Mạn, cô nàng dám ớt bỏ qua bằng kia uống rượu với họ lâu rồi. Một mình cô nói chuyện với không khí còn rất hăng say nữa chứ. Lại nữa rồi, mình lại phải đưa cậu ấy về. Anh có mệt không? Lo cho anh đi. Có cần tình cảm như vậy không? Lệ Thành. Lệ Thành tới rồi, tan làm rồi sao? Nhìn mặt chú là tôi biết chú có chuyện rồi. Chưa ăn cơm đúng không? Để tôi nấu cơm cho chú ăn nha. Không cần, không cần đâu. Gần đây tôi bận quá, không muốn ăn gì hết. Chú phải tự chăm sóc bản thân. Mà phải rồi, ở quê điện thoại lên báo, tiền mấy ngày trước anh gửi về họ đã nhận được rồi. Tôi nhớ lần trước chú đã gửi cho họ nhiều lắm mà, lần này chú lại gửi nữa sao? Nghe mọi người nói họ đang muốn xây một phòng học ngoại ngữ ở trường cấp 1. Giáo dục ở quê hương chúng ta không ủng hộ thì còn ủng hộ cái gì? Năm ngoái chú về quê cũng thấy rồi, bọn trẻ ở quê rất thông minh. Được dạy dỗ không được dạy dỗ sẽ rất khác biệt. Xây phòng học ngoại ngữ tôi luôn ủng hộ hết mình. Học tiếng Anh tìm hiểu thế giới rất quan trọng với những đứa trẻ ở quê. Anh về quê hỏi thầy hiệu trưởng cần mua thêm thiết bị gì cứ nói với tôi. Lệ Thành, chú còn lợi hại hơn ngân hàng nữa. Một câu nói kêu chuyển tiền là chuyển ngay. Ở quê có người con người cháu như chú thật là có phúc. Chào anh có muốn mua gì không để tôi tìm giùm cho. Tôi nhớ có một loại thuốc tên là Panadol. Tiếng Trung thì tôi không nhớ, xin lỗi cô. Ông xã. Hả? Anh mau qua đây. Qua đây anh ấy mua thuốc gì nè. Panadol. Bởi vì hôm nay tôi bị cảm cúm cho nên. Nếu như bị cảm cúm uống thuốc này đi, tốt lắm.
Nhìn có vẻ đúng là thuốc tốt. Cảm ơn anh. Không có gì. Tôi nghĩ anh chưa quen với khí hậu. Anh nói rất đúng. Cảm ơn. À, anh ơi, của anh đây. Cảm ơn. Lê Thanh, chú quen sao? Trước tiên anh cần làm quen với khí hậu ở đây. Anh cầm túi lê này đi, mát họng và giải nhiệt. Cảm ơn. Bao nhiêu tiền để tôi trả? Chỉ vài chục tệ, không cần trả. Tạm biệt. Sao anh biết tôi không quen với khí hậu? Nếu như anh sống ở đây lâu rồi sẽ không bị cảm. Rõ ràng là anh chưa quen với khí hậu nước ta. Từ từ làm quen đi, không cần gấp. Email nói 9:30 họp mà, còn 10 phút nữa thôi. Lẽ nào nhân tài phố World đó gần tới giờ mới tới? Đúng giờ là phong cách của hoàng đế mà. Nhưng chúng ta cũng tới rất sớm, lẽ nào là nô lệ của hoàng đế? Nè, thiếu soái cũng chưa tới. Mọi người nghĩ thiếu soái liệu có tới không? Chắc là sẽ tới. Nếu hôm nay anh ấy không xuất hiện thì không hay lắm, chứng tỏ anh ấy rất nhỏ mọn. Nhưng trong email không có nói bắt buộc phải tới tham dự. Vị trí của anh ấy cao, có lẽ sẽ có buổi chào đón riêng. Đúng vậy. Nhưng mà trong email bằng tiếng Anh đã viết rất rõ ràng, mọi người bắt buộc phải dự, nếu không sẽ bị trừ lương và bị ông chủ trù dập. Tôi nghĩ chuyện này tuy là không bắt buộc, nhưng nhân viên quèn giống như chúng ta không dám vắng mặt, còn cấp trên thì dám. Nhưng nếu làm vậy sẽ rất mất phong độ. Mấy nhân viên cấp cao như anh ấy, ngoài việc làm ra tiền còn phải biết giữ phong độ nữa đó. Nè nè nè, mọi người, tôi dám chắc Helena đi hỏi Lục tổng. Anh gan lắm đó. Bộ anh không sợ cấp trên biết anh đang nói lung tung sẽ trù dập anh hay sao hả? Không có chuyện đó đâu. Thiếu soái của chúng ta không phải là người nhỏ mọn như vậy đâu. Chỉ cần chúng ta làm tốt công việc của mình, thích nói gì thì nói. Nè, sắp tới giờ họp rồi đó, mọi người về chỗ đi. Được được được. Được rồi được rồi. Lát nữa chúng ta gặp rồi nói ha. Ok, bye bye. Cô chuẩn bị đi, lát nữa chúng ta có khách hàng quan trọng đến thăm. Có người quan tâm dự án của chúng ta rồi. Dạ. Thiếu soái à, anh đã đọc mail của Mai chưa? Đọc rồi. Mai không nói là bắt buộc phải có mặt, nhưng theo tôi thấy ý của Mai là ông ấy muốn tất cả mọi người gặp mặt nhân viên mới. Nếu anh thật sự không cảm thấy thoải mái, để tôi từ chối giùm anh nha. Sao lại không đi? Có một số chuyện chúng ta không được quyền từ chối, không phải vì những giá trị nhất định của nó, mà vì chúng ta bắt buộc phải đi để xóa tan mọi nghi ngờ về chúng ta. Tôi hy vọng Mai có thể hiểu được điều này. 10 giờ đúng sẽ có cuộc họp, chuẩn bị đi. Dạ. Sao giờ vẫn chưa thấy tới vậy? Anh có thấy trên mặt thiếu soái có hàng chữ "dám để tôi đợi" không? Nhân tài mới này không đúng giờ gì hết á. Bắt 20-30 người phải đợi anh ta 15 phút rồi. Tôi còn cả đống công việc đang chờ kìa. Hèn gì nhìn giám đốc bực mình như vậy. Ngày đầu tiên đi làm đã tới trễ. Anh ta to gan thật đó. Tại sao vậy? Sao lại chơi cái trò này chứ? Chắc anh ta sẽ tới thôi. Tôi nghe nói là những người học ở nước ngoài về thường rất kỷ luật. Ít nhất thì anh ta cũng phải cố gắng đi làm đúng giờ mấy ngày đầu chứ. Ngủ quên rồi, lạc đường rồi, hay là bị tai nạn rồi? Anh nói bậy bạ quá đi. Ngày đầu tiên đi làm mà lại bị tai nạn hay sao? Tôi nghĩ anh ta chắc chắn đang định chơi trội thôi. Helen, theo tôi vào phòng họp. Dạ. Lê Thanh, cậu đi đâu vậy? Để tôi giới thiệu với cậu, đây là giám đốc rất xuất sắc trong mảng đầu tư, Lục Lê Thanh, tài giỏi phong độ. Lê Thanh, đây là người tôi đã nói với cậu, giám đốc đầu tư ở sàn chứng khoán Phú Wall, Tống Dực. Chào anh, tôi là Tống Dực, anh cứ gọi tôi là Alex. Tôi rất vui vì được làm việc cùng anh. Khi còn ở Mỹ, tôi đã nghe nói về anh. Không ngờ hôm nay được gặp. Mấy dự án kinh doanh của anh rất tốt, tôi rất khâm phục anh. Chào anh, tôi là Lục Lệ Thành. Chào mừng đến với MG. 10 giờ tôi có cuộc họp,
tôi đi trước đây. Không còn nghi ngờ gì nữa, thiếu soái tức giận thiệt rồi. Không còn nghi ngờ gì nữa, đồng nghiệp mới này đẹp trai quá đi à. Lệ Thành lúc nào cũng bận rộn. Tôi nghĩ rằng cậu và cậu ta có phong cách khác nhau, nhưng cả hai đều rất giỏi. Đi, tôi sẽ giới thiệu với cậu những đồng nghiệp khác của công ty. Qua đây, để tôi giới thiệu với mọi người đồng nghiệp mới của chúng ta, Tống Dực, Alex. Chào mọi người, tôi là Alex, Tống Dực. Trước khi nói chuyện làm quen với mọi người, cho tôi được nói một tiếng xin lỗi. Thành thật xin lỗi vì đã chờ đợi tôi. Thật ra người nên xin lỗi phải là tôi, bởi vì hồi nãy tôi đã nói chuyện với Alex quá lâu, quên cả thời gian. Chào anh. Anh xem đi. Chào chị Linda. Linda. Alex. Chào chị Linda. Chào chị Linda. Xin chào. Đi bên này. Chào chị Linda. Vừa rồi là phòng chăm sóc khách hàng. Chào chị Linda. Chào anh. Tôi đã dẫn anh đi tham quan tất cả các phòng ban rồi. Còn phòng này là một phòng làm việc khá đặc biệt. Tại sao lại đặc biệt? Đây là phòng của giám đốc điều hành. Tới giờ vẫn chưa có chủ. Nhưng chủ tịch Mai đã nói, chỉ những người có năng lực hoặc tài giỏi như anh Alex đây mới ngồi được vào vị trí đó thôi. Tôi tin rằng những người tài giỏi có thực lực nhiều vô số kể. Ở nơi đây chỉ có một người mới có thể sánh bằng anh. Đó là thiếu soái của chúng ta. Thiếu soái? Lục Lệ Thành đó, cũng là Lục Tổng. Anh ấy muốn làm giám đốc điều hành lâu lắm rồi. Đúng vậy. Phòng làm việc này đúng là mục tiêu của tôi. Lục Tổng à, tôi... tôi không có nói gì đâu. Những gì cô nói đều là sự thật. Tôi rất muốn chiếm vị trí này bằng chính năng lực của mình. Tôi cũng tin là anh có được vị trí như ngày hôm nay chắc chắn nhờ vào năng lực của anh. Giả lại cạnh tranh công bằng, hai bên có lợi. Tôi nghĩ là việc tốt. Anh Hùng có chung chí hướng. Alex, để tôi đưa anh về phòng của anh nha. Được. Chị coi, làm như vậy đúng không? Đúng rồi, viết lên phía trên đi. Dạ. Anh làm tiếp đi ha. Dạ. Alo. Đúng rồi, nếu công ty các anh gặp vấn đề liên quan đến công ty MG, cứ giao cho chúng tôi làm. Phí dịch vụ sẽ được chiết khấu. Được, tôi đợi thông tin từ anh. Cảm ơn. Tình cờ quá vậy. Cuối cùng cơ hội đã tới. Nhân viên chăm sóc khách hàng, mình nhất định phải giành được vị trí này. Chắc chắn giành được. Xem, bạn mình mới đi Hồng Kông mua quần áo và mỹ phẩm cho mình. Cậu đoán đi, tất cả bao nhiêu tiền? Bao nhiêu hả? Chưa tới 8.000 tệ. Nói cậu nghe nha, nếu chúng ta mua ở trong nước, chỉ tính mỹ phẩm thôi đã hơn 3.000 tệ rồi. Nhưng cậu cũng không cần mua nhiều như vậy. Cậu coi, còn một túi to quần áo nữa kìa. Đây nè, cậu mau chọn đi, đừng có nói nữa. Cái này mình tặng cho cậu nè. Cái này không phải phần thưởng nửa năm của mình đó chứ? Không có, cuối năm mình sẽ thưởng thêm. Mình nói chuyện nghiêm túc với cậu nha. Chuyện nghiêm túc gì chứ? Tăng cổ phần, tăng lương, hay là tuyển thêm trợ lý nam đây?